Nhưng mà chúng ta lại có cái buổi tiếp tục nhé. Tiếp tục chúng ta tìm hiểu một số các cái bài toán quy hoạch động. Thì phần này là cái phần mà cái phần quy động là phần có rất nhiều bài tập hay ở trong cái phần này. Thì đây là những cái bài tập đều là những cái bài mang tính tối ưu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau quay lại một cái bài tập rất nổi tiếng chúng ta đã làm rồi, và chúng ta sẽ quay lại bài tập này. Đó là cái bài đầu tiên, là chúng ta quay lại cái bài là bài toán tìm tổng con lớn nhất nhé. Bài toán có tên là cái bài toán là maximum maximum sub array đúng không? Đấy, như này này. Chúng ta nhớ lại cái bài toán này nhé. Là bài toán này là như sau này. Yêu cầu bài toán như là cho cái dãy trước, cho cái dãy số cho trước nhé. Cho cái dãy số nguyên A cùng các phân tử là A0 này, A1 này và n là -1. Bây giờ tìm gì? Cần tìm cái tổng con, tìm cái dãy con có tổng, tìm cái tổng con liên tục, tìm một cái dãy con liên tục có tổng lớn nhất. Thì bài toán chúng ta biết rồi, chúng ta đã từng giải bài này theo hai cách. Bài này chúng ta từng giải rồi, chúng ta từng giải theo cách thứ nhất là chúng ta dùng giải theo cách châu bò, chúng ta đã làm rồi nhé. Châu bò tự nhiên đấy, có cái độ phức tạp thời gian là n bình phương, chúng ta đã làm rồi. Chúng ta đã từng làm cách thứ hai là dùng chia để trị, đã làm rồi nhé. Với cái thời gian là o n log n, đây là cái thầy biết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm giải cái bài này theo quy hoạch động để xem nó có tốt hơn không nhé. Như vậy cái bài này là như sau. Bài này là nó có input này, input là dãy A, còn output là 1, là cần biết được cái S gì là cái tổng con lớn nhất. Tổng con maximum có thể. Và cái yêu cầu 2 là không tính S mà chỉ ra cụ thể cái dãy con đó, cái dãy con maximum đó, cái dãy con có tổng lớn nhất. Chúng ta sẽ làm từ bài 1 nhé. Đấy, nó có 2 bài, 2 cái yêu cầu như vậy. Đấy, chúng ta cùng nhau ấy nhé. Đấy. Vì chúng ta trước khi chúng ta làm, chúng ta có một số những cái nhận xét như sau đây này. Nhận xét chúng ta làm thử nhé. Nhận xét thứ nhất nhé, là nếu mà dãy A mà gồm toàn các số dương ấy, gồm toàn các số mà lớn hơn 0 ấy, thì cái dãy con maximum chính là toàn bộ dãy A, thì cái đáp số của nó chính là toàn bộ dãy A. Vì dãy đấy chỉ có dãy con liên tục có tổng lớn nhất đúng không? Đấy. Còn B, trường hợp B mà ví dụ như là dãy A mà gồm toàn số âm thì sao? Thì lời giải là cái gì? Gồm toàn số âm thì lời giải của nó chính là dãy con có một phần tử thôi, thì đáp án của nó chính là cứ một dãy con thôi, là nó có một phần tử thôi, là AG nào đó, dãy con thì có một phần tử thôi, trong đó là cái AG là gì? AG là cái phần tử max của A. Nếu A là toàn là số âm cả thì cái số maximum của nó đấy
thì chính là cái dãy đó nên là dãy con maximum rồi, vì cứ cộng thêm vào nó càng nó là âm, nó càng nhỏ đi nữa. Nhưng mà đây là trường hợp riêng nhé. Rồi thì đó là cái bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế là cái cùng nhau thiết kế cái tìm cái hàm gọi là cái hàm mà nhớ lại một chút là đối với tất cả các bài quy động là chúng ta phải chúng ta nhớ là cái về cái gọi là cái nguyên tắc một chút, cái quy trình chúng ta lại một chút nhé, quy trình giải một cái bài toán quy hoạch động là cái gì. Bước 1 là chúng ta có là suy cái bài toán lớn về cái bài toán nhỏ hơn, tức là dùng để quy để chúng ta dùng để quy để quy để suy cái bài toán lớn về các bài toán nhỏ hơn, các cái bài toán con kích thước bé hơn. Thông qua cái này thì chúng ta mới tìm ra được cái công thức tối ưu địa phương của cái hàm gọi là cái hàm tối ưu đấy, này, kích thước nhỏ hơn. Và bước thứ hai là chúng ta tính được cái công thức rất quan trọng, công thức đệ quy tối ưu địa phương. Công thức này rất quan trọng. Và cách và bước thứ ba là chúng ta giải cái bài toán đó, thì cái phương pháp giải của quy động là phương pháp giải từ dưới lên. Đấy. Giải cái bài toán từ dưới lên. Nôm na là chúng ta sẽ biến cái công thức đó đưa về một cái mảng một chiều hoặc là hai chiều hoặc là ba chiều gì đó, và chúng ta sẽ giải và từ dưới lên. Và cũng thông qua cái công thức này chúng ta tính được cái lời giải chi tiết. Rồi rồi chúng ta cùng nhau làm bài này nhé. Bài này nó cũng rất đơn giản thôi, bây giờ như này nhé. Như vậy chúng ta có dãy A cho trước, và nó cũng có các phần tử như thế này, và chúng ta cần tìm một cái dãy con mà nó phải là liên tục cơ, mà liên tục đấy. Dãy con liên tục từ cái một cái địa chỉ y nào đó đấy, địa chỉ g nào đó, sao cho cái tổng này nó là maximum. Thì chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta sẽ đây miền tôi cái chỗ này là chỗ rất quan trọng này. Chúng ta sẽ gọi ms, đây là cái tổng con maximum đấy nhé. Y đấy. Cái này là sau này. Cái này là cái gì? Cái này là cái tổng con. Cái này là cái này là tổng con, chính là cái tổng con lớn nhất của một dãy con liên tục trong A và kết thúc tại AI. Đấy, như vậy. Đấy. Để chúng ta có cái đặt là cái này nhé. Như vậy là cái em tìm cái tổng con với mọi y, với mọi cái địa chỉ vị trí y thì MSI là cái tổng con, mà cũng nó mà chứa cái AI, nó có thể một cái giải liên tục nào đó từ đây này. Đấy. Liên tục từ một cái địa chỉ G phía trước đến y mà cái tổng này là lớn nhất, được chưa? Đấy thì là tôi có chuyện là MSI. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính toán cái hàm này, và chúng ta sẽ tìm được cái công thức tối ưu của cái địa phương cho cái MSI này nhé. Chúng ta kiểm tra này, được chưa? Thế thì đầu tiên chúng ta có này, với MS mà là 0 ấy, tức là dãy con lớn nhất mà kết thúc bởi A0 thì nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng A0 thôi. Cái này là đơn giản, tức là nó chỉ có một phần tử thôi, và nó chính độ dài nó bằng tổng, nó chính bằng A0. Như vậy tất cả các dãy con mà kết thúc bởi A0 thì nó chính là phần tử A0, vậy nó bằng chính là A0. Bây giờ chúng ta sẽ đây là trường hợp a nhỏ nhé. Trường hợp a nhỏ là y bằng 0 thì như vậy. Bây giờ trường hợp ta làm b nhỏ là y bất kỳ. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Chúng ta phân tích cái
phân tích cái MSI xem nó có thỏa mãn cái gì nhé. Được chưa? Thế thì xét tất cả các cái dãy con mà liên tục kết thúc tại tại Y. Thì các dãy con liên tục kết thúc tại AI. Tại AI thì dãy con này chúng ta chia làm hai nhóm sau đây. Ta chia tất cả các dãy con mà liên tục kết thúc tại AI của cái dãy A đó chia làm hai loại. Loại 1 là dãy gồm có một phần tử thôi. Dãy có một phần tử, nó chính là AI. Đúng không? Và loại 2 là dãy có nhiều hơn phần tử, dãy có lớn hơn một phần tử. Như vậy tất cả các dãy con mà liên tục kết thúc tại AI chúng ta chia làm hai loại, nhắc lại nhé. Loại 1 là dãy con có một phần tử. Thì cái loại 1 đó thì suy ra là tổng của nó, cái tổng của nó, cái tổng con của nó, cái tổng nó chính là bằng AI. Được chưa? Cái loại thứ hai thì cái tổng của nó phải bằng cho cái tổng của cái con đó sẽ phải bằng là AI, đúng không nào, cộng với một cái tổng con, cộng một cái tổng con, tổng dãy con khác. Một cái tổng con này này là phải là cái tổng con là cái dãy con nằm trong cái miền, nằm trong cái miền dãy con là từ A từ từ 0 cho đến Y trừ 1 nhóm dãy này đó, nó kết thúc là ở phía trước AI, đúng không nào. Thì cái tổng này mà là maximum khi mà khi tổng con này là maximum, vậy suy ra như sau. Được chưa? Như vậy là cái tổng con, như vậy là suy ra gì, cái tổng con của chúng ta đấy nó là MSI đấy, đúng không? Nó phải là maximum của một trong hai giá trị, hoặc là cái này, hoặc là cái này. Thì trường này cái tổng con này là tổng con là nằm trong A Y trừ 1, thì cái tổng con này này nó sẽ bằng là MS của Y trừ 1. Đấy, là phía trước theo định nghĩa. Vì MS Y trừ 1 là cái tổng con mà kết thúc bởi Y trừ 1. Cái tổng con này là liên tục, cho cái tổng con này này bắt buộc phải kết thúc bởi A Y trừ 1. Đấy. Vậy suy ra như sau. Trên suy ra sao, cái này chính là max của A Y và AI cộng với MS Y trừ 1. Đây chính là công thức nhé, rất quan trọng. Đây chính là công thức tôi viết lại công thức cho chúng ta. Và từ trên chúng ta suy ra công thức đệ quy hay công thức truy hồi tính cái hàm đệ quy của MSI đây. Tôi viết lại như là max rồi này. Tôi viết kỳ lần trước nhé. Tôi viết kỳ là max của hai cái, một là mắc của David ngựa cho nên dễ hơn, MSI trừ 1 cộng với AI và AI. Đấy. Vì cái tổng một dãy con kết thúc bởi tại Y thì nó hoặc là nó chỉ có một phần tử thôi chính là AI, hoặc là nó lớn một tử là nó bậc tạo bởi một cái dãy con có kết thúc bởi Y trừ 1 và với AI nữa, như vậy nó bằng mắc của hai cái này. Đấy, đây chính là công thức rất quan trọng. Được chưa? Và từ đó chúng ta sẽ suy ra cái như vậy như sau này. Như vậy là cái lời giải của chúng ta là như sau. Cái bài toán theo quy luật là như sau. Bài toán. Chúng ta sẽ tính cái MSI trước. Vậy MSI này chúng ta sẽ không tính bằng hàm mà tính bằng thì là một cái mảng đúng không? Được chưa? Như vậy lời giải của chúng ta là như sau. Tôi gọi cái công thức này là công thức 1 nhé. Mà chúng ta làm như sau. Bước 1 là chúng ta tính cái mảng MSI. Đấy. Khi có tính mảng mà MSI rồi thì cho thấy ngay là với cái MSI thì chúng ta suy được cái đáp số bài 1 của chúng ta đấy, thì cái tổng con maximum cái gì thì suy ra là cái tổng con max cái này mà là bằng cái gì? Nó chính là bằng max của những cái MSI đó. Với 0 nhỏ hơn được bằng Y nhỏ hơn bằng N trừ 1. Đấy, chúng ta tính được. Chúng ta chú ý nhưng không phải là phần tử nào đó ở giữa
dãy của chúng ta. Đây là mảng nhé. Đấy. Còn max. Như từ khi B1 rồi, chúng ta sẽ tính được cái đáp số của câu hỏi 1 là tính được cái tổng quan maximum. Bây giờ sang cái bước 2 là lời giải chi tiết. Chúng ta cần bước 2 là lời giải chi tiết. Lời giải chi tiết. Thì chúng ta sẽ xuất phát từ cái xuất phát từ cái chỉ số mà nó chính là đương ứng là tổng quan lớn nhất, chúng ta gọi là chúng ta ký hiệu này là IDX là cái chỉ số mà cái phần tử mà cái MS IDX này chính là bằng phần tử max, đến là max của x, mắc của MS. Đấy. Thì suy ra là cái IDX chính là cái chỉ số của phần tử cuối cùng của cái dãy của chúng ta. Sau chúng ta sẽ dựa trên cái công thức một kia chúng ta tính ngược trở lại. Đấy. Sau chúng ta sẽ đi ngược trở lại, xuất phát từ IDX và chúng ta đi ngược về không. Mà chúng ta tìm ra được chính xác cái dãy con maximum, cái dãy con có tổng max cần tìm. Đấy. Vậy chúng ta làm hai bước nhé. Bước 1 là tính cái mảng MS, MSI, xong bước 2 là chúng ta là chỉ là hai bước, bước nhỏ, bước A nhỏ là tính cái chỉ số của cái phần tử lớn nhất của cái mảng MS. Và cái bước 2 là từ cái chỉ số đó chúng ta xuất phát về bên trái và chúng ta tìm ra được cái dãy số mà chúng ta cần phải tính. Đấy, chúng ta là như vậy. Đây, cái bài này chúng ta làm thử nhé, và chúng ta làm và chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là nó có làm có đúng không và nó có cái thời gian chạy nó là bao nhiêu. Chúng ta cùng nhau làm này. Đây, chúng ta làm luôn cái bài này nhé. Bài toán tìm tổng con lớn nhất nhé, lớn nhất dùng quy hoạch động này. Được chưa? Đấy. Input của chúng ta làm là cái dãy A và cái output của chúng ta, cái output là hai giá trị, một là cái maximum và hai là cái dãy số cần tìm, dãy số con có tổng lớn nhất. Dãy số này nó phải liên tục, được chưa? Mà chúng ta làm nhé, bài này chúng ta nên là tìm tổng con lớn nhất. Được chưa? Bây giờ làm luôn nhé. Chúng ta làm bước 1 là chúng ta tập cho luôn cả hai đi. Tôi kêu cái này là max sub nhé. Tôi làm luôn cả hai vào một hàm thôi nhé. A này. Đấy, thì tôi đặt n bằng gọi n là len của A này. Rồi, bây giờ tôi sẽ bước 1 tôi sẽ tính mảng MS mà tôi vừa nói đấy chứ. Thì tôi đặt MS đầu tiên là bằng gì? Bằng là cái dãy gồm có n số. Được chưa? Sau đó tôi sẽ đặt phán đầu tiên này, tôi đặt cái MS tại cái vị trí 0. Đúng không? Nhớ lại MS 0 thì bằng bao nhiêu? Bằng chính là A0. Chúng ta nhớ lại lúc nãy nhé. A0. MS0 thì là A0, đó là cái MSI là gì? Chính là cái tổng con lớn nhất mà kết thúc tại vị trí Y. Chúng ta nhớ lại cái định nghĩa của cái MS. MS đây này, đó. Là tổng con lớn nhất của cái dãy con liên tục mà trong dãy A mà kết thúc tại vị trí Y thì MS0 thì nó bằng A0. Đấy, chúng ta nhớ lại cái chữ đó nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp này. Tổng quát này, tổng quát thì theo công thức này,
Đây này, rất đơn giản. Đấy, mức của hai cái này nhé. Thì chúng ta làm như sau này, chúng ta cùng nhau ta viết cái hàm này nhé. Bây giờ là for i in range từ 1 đến đến n nhé. Nó làm như sau, rất đơn giản. MSI thì nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng theo ý nghĩa là bằng max của hai cái giá trị. Một là gì? Một là MSI trừ 1 cộng với AI, và bên này là AI. Đấy, thì đây, tới đây là chúng ta là tính xong, đúng không nào? Tính xong cái bước 1. Bây chúng ta sang bước 2. Bước 2 là chúng ta chuyện bước 2 cũng là phần A nhỏ đấy. Chúng ta như vậy chúng ta cần phải tìm cái chỉ số của cái phân tử lớn nhất của MSI, của MS. MS là một cái mảng mà tìm chỉ số là số lớn nhất, thì có hai cách làm. Làm như sau nhé. Thì như này. Tôi đặt cái gọi là tôi đặt cái max sum cái tổng nhất. Chúng ta đây chính là cái max của MS. Được chưa? Đấy, max MS chính là cái đáp số cần phải làm chứ. Và tôi tìm là cái IDX là cái chỉ số của cái max sum đó, chính là bằng gì? Chính là MS index của max sum. Như vậy ở chỗ này đây tôi ở chỗ này tôi làm tôi viết đây cho anh nhé. Bước 1 đây tôi viết là bước 1 là tính mảng MS. Bước 2 là tính giá trị và chỉ số của chỉ số phần tử lớn nhất. Lớn nhất của MS. Được chưa? Chúng ta nhớ lại một chút nha. Như vậy là MSI là cái tổng con lớn nhất kết thúc tại AI, thì đáp số của nó không phải là MS N-1 đâu. Vì MS N-1 là cái tổng con lớn nhất kết thúc tại vị trí AN-1, nhưng mà đó không phải đáp số của bài toán. Đáp số của bài toán là cái tổng con nào đó ở bên trong nó là lớn nhất cơ. Vì dãy A chúng ta có thể vừa âm vừa dương nó lẫn lộn với nhau mà. Cho nên là nó cái đáp số của nó phải là cái chỉ số y mà cái MSI nó là maximum, thì đó chính là đáp số của bài toán. Thì cái y đó là cái chỉ số của phần tử max, thì nó cho thấy một cách này. Đây này. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang bước thứ 3 là chúng ta tính cái dãy con đáp số, tính cái dãy con có tổng max. Tổng max. Được chưa? Thì dãy con tôi đặt bằng là thực hiện rằng KQ là cái dãy con đó. Tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ đặt G. G của tôi bắt đầu chạy từ cái IDX là cái vị trí mà nó là max ứng là cái maximum của cái dãy MS đấy. Đó. Đấy. Và tôi sẽ đi lùi dần về bên trái nhé. Lùi dần về bên trái, được chưa? Thì tôi làm như sau này, tôi sẽ đi lùi dần và cứ tôi kiểm tra nếu mà nó xảy ra cái nếu mà nó mà xảy ra cái hiện tượng như này này thì chúng ta sẽ nếu mà nó xảy ra cái xảy ra cái công thức này thì chúng ta bổ sung cái AI này vào cái dãy và cái KQ đó. Cái ý tưởng của tôi là như thế nhé, để chúng ta làm. Đấy. Rồi chúng ta làm cho này OI này, trong khi mà G còn lớn hơn 0 thì chúng ta còn làm. Đấy. Lớn 0 nhé. Và đồng thời chúng ta chú ý là cái IDX là cái vị trí mà là max, cho nên cái dãy con max của chúng ta là nó kết thúc tại vị trí IDX. Vậy chúng ta sẽ đi lùi về. Chừng nào mà MSG và liên tục MSG bằng bằng MSG trừ 1 cộng với AG. Đấy.
chừng nào như này thì chúng ta còn làm như sau. Chúng ta còn bổ sung cái phần tử Az đó vào vào KQ. Chỗ này rộng bằng nhé. Và chúng ta giảm G đi, khi chỉ một đơn vị. Khi mà kết thúc ý, khi kết thúc thì phần tử cuối cùng của nó vẫn là phần cuối cùng, chúng ta phải thêm thêm, chúng ta phải thêm vào. Khi mà cuối cùng ấy thì cái đèn nó không bằng nữa, nhưng mà khi đó thì cái G trừ một đó nó vẫn là phần tử cuối cùng của cái dãy A đó, của dãy đó, chúng ta phải đưa vào thêm. Tôi vẫn là KQ append vào đây, append cuối cùng là vẫn là AG ở cuối, và thêm lần nữa nhé thì nó mới hết được. Đấy. Thì từ đây chúng ta thu được cái dãy đó, nhưng mà chúng ta đây chúng ta chạy từ bên phải sang, chúng ta phải lộn ngược trở lại mới đúng. Tác dụng của nó là chúng ta lộn ngược cái dãy KQ lại, chúng ta dùng lệnh là reverse này. Đấy, reverse này. Đấy. Mà sau đó chúng ta sẽ return. Return hai giá trị. Return đầu tiên là return là cái max sum, và return thứ hai là cái KQ. Thì đây là chỉ là cái đáp số cần có nhé. Bây giờ tôi làm thử cho các bạn xem, chạy thử nhé. Tôi làm test thử một vài cái. Test case. Cái test case đầu tiên là chúng ta cho A là dãy gồm toàn các số dương nhé. Thì nó sẽ toàn bộ, nó sẽ là 1, này, 2, này, 3, 8, này, 7, này, 5, này, như vậy nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính ra nhé. Chúng ta tính này. Max sum phẩy KQ bằng max sub của A. Đây. Cái hàm này là cái hàm nó trả về hai giá trị, một là cái max sum là cái đáp số cần vào đấy, và cái dãy của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ in ra cái đáp số green này. Tổng con max là max sum, và chúng ta sẽ in ra cái dãy con, in ra dãy con đó nhé, là dãy con đó chính là gì, là KQ. Đấy. Được chưa? Đấy, cái bài này như vậy rất đơn giản như này thôi. Ta chạy thử xong được không nhé? Ta chạy thử xong có ra không nhé? Mệnh bài này của chúng ta nó phải ra là toàn bộ. Đấy. Toàn bộ cái tổng quan của chúng ta là hết trừ A cùng toàn số dương. Bây giờ tôi cho A gồm toàn số âm nhé. A này trừ 1, trừ 3, trừ 10, trừ 7, trừ 5. Đáp số nó ra nó phải gì? Đáp số nó ra sẽ là gì? Đáp số nó ra sẽ là chính là cái số âm lớn nhất, tức là đây là trừ 1 đấy. Còn âm cả đúng không? Chạy thử nhé. Nó ra là trừ 1 thì mới đúng. Đây, trừ 1. Tổng quan là có một phần tử thôi. Bây giờ cho A bất kỳ nhé. Cho A bất kỳ. Bây giờ nó có âm dương 1, 2, trừ 9, trừ 6, 5, 10, 3, 2, trừ 1, 7. Như vậy. Xem ra cái gì nhé. Tức là trong cái dãy số bất kỳ này thôi. Kiểm tra xem dãy số con là cái dãy nào. Với tổng quan mắc dung là 26, chứ cái tổng này thì bắt đầu từ 5 này, 10, 3, 2, chia 1, 7. Đấy, 5, 10, 3, 2, chia 1, 7. Cái tổng này sẽ là tổng lớn nhất. Đấy. Được chưa? Đấy, như vậy đúng rồi đấy không? Cái bài này, như vậy cái bài này là cái bài rất là hay. Chúng ta giải bằng bằng châu bò rất là hay. Chúng ta giải bằng chi địa trị cũng rất là hay. Và bây giờ chúng ta giải bằng quy động rất là hay. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé. Chúng ta sẽ làm thì cái bước 1 này tính cái mảng MSCD chỉ có một phòng hoặc là for thôi. Ở chỗ này là một cái lệnh rất đơn giản. Cho nên với cái lệnh này, ở bước 1 này là tính thời gian là ON nhé, ON. Ở cái bước số 2, bước 2 tính cái maximum thì cái hàm max sum này thì hàm max này và hàm index cũng là ON hết. Như vậy phần 2 cũng là ON. Phần thứ 3 là chúng ta đặt G bằng IDX và chúng ta lùi về đây. Mỗi lần lùi về chúng ta kiểm tra một chút, đi về từ đầu cho đến cuối thôi. Như vậy toàn bộ chỗ này cũng chỉ là ON thôi. Vậy suy ra cái bài này chúng ta có cái thời gian chạy của nó là gì? Thời gian chạy của nó là
ON. Như vậy rất là nhanh nhé. Đấy, như vậy chúng ta đã suy ra được là cái bài này, cái bài tính tổng quan, cái bài luận bài toán rất là nổi tiếng này, và nó tìm cái lời giải quy đậm là lời giải tối ưu nhất, là nó chỉ là tuyến tính thôi, được chưa? Thì đây là cái bài rất là hay, để chúng ta quay lại nhắc lại cho ta nhé. Như vậy là cái bài này là cái bài toán và tìm tổng quan ấy, bài toán tìm tổng quan lớn nhất nhé. Dùng thuật toán châu bò tự nhiên, chúng ta cần hai vòng lọc, chúng ta tổng cộng hai vòng lọc lồng nhau IG, chúng ta tìm tất cả các cái tổng từ I đến G và so sánh, thì chúng ta ra là cái thuật toán là ON bình phương. Cách thứ hai là chúng ta dùng chia để trị, chúng ta từng làm rồi, chia để trị và ra cái lời giải của nó là ON log N. Chúng ta nhớ lại cái lời cả chia để trị, chúng ta cứ chia đôi ra, mà chúng ta tìm kiếm chia nhỏ thành hai bài toán, và chúng ta so sánh ba cái dãy, dãy ở bên trái, dãy bên phải và dãy vắt qua tâm, và so sánh ba dãy đó tìm xem cái tổng hàng tổng lớn nhất chúng ta làm, thì phương án chia để trị đó là tính ra là N log N. Còn phương án bây giờ chúng ta làm là quy hoạch động thì nó chỉ có ON thôi, nhưng mà quy động là cái lời giải tốt nhất cho giây phút này, được chưa? Đó, thì các bạn thấy được rồi. Thì bây giờ tôi sẽ nói thêm một chút nữa. Cái bài toán này là bài toán rất là hay, là gần đây khoảng những năm 80 của thế kỷ trước thôi, thì có một người đã tìm được một toán hay hơn nữa. Thì cái toán này nó gọi là thuật toán, nó gọi là Kadan nhé. Thì tôi xin nói dễ các bạn nhanh là cái bài này cũng là giải rất hay, có tên là gọi thuật toán Kadan, rất là hay luôn. Kadan. Thì như sau này, thuật Kadan nó là một cái hay của nó cũng là thuật toán có thời gian chạy là ON, nhưng hay của nó là nó rất đơn giản, dễ hiểu. Nó làm kết hợp giữa cái kỹ thuật mà nói, nó làm cái thuật toán mà nó là kết hợp giữa cái kỹ thuật hai con trỏ và tư tưởng của nó là tư tưởng tham lam. Nó là kết hợp tham lam cộng với kỹ thuật hai con trỏ. Vì tôi sẽ mô tả các bạn cái thuật toán Kadan, nó rất là dễ, và cho giây phút này tất cả những bài tập tương tự như vậy thì đều có thể dùng bằng Kadan. Kadan là cái ý tưởng của nó rất là hay nhé. Thì ý tưởng của Kadan là như này này, chúng ta chỉ cần một vòng lọc từ đầu đến cuối thôi, và khi mà chạy từ đầu đến cuối đó chúng ta luôn lưu hai cái em, chúng ta luôn lưu lưu hai cái tham số nhé. Lưu hai tham số là dãy A đây nhé, dãy A đây. Chúng ta chạy đầu đến cuối và chúng ta luôn lưu hai ba tham số. Một là tham số là cái phần tử bên trái của dãy chúng ta đang xét, dãy maximum, và phần tử bên phải. Đấy, và chúng ta là có một cái sum nữa ở đây, cái S gì đây nữa, và chúng ta so sánh với dùng hai biến như chỉ đầu và cuối nhé, và so sánh với cái tuyệt đối. Cái tuyệt đối là gì? Tuyệt đối chúng ta dùng ký hiệu là max sum và ký hiệu là left và ký hiệu right để chỉ cái dãy con tốt nhất. Bọn chúng ta chỉ việc có một vòng lọc thôi, và chúng ta so sánh cái sum này với cái max sum này, nếu sum này mà tốt hơn chúng ta thay thế cái này vào và chạy một lần đến cuối là được. Ý tưởng nó rất là hay, nên là như vậy. Bây giờ cho tôi mô tả ngay cái đó cho các bạn xem. Mà cái Kadan này là cái nó rất là đây, tôi là dạy, tôi muốn giới thiệu luôn cho các bạn là cái thuật toán Kadan nhé. Kadan giải bài toán tổng quan lớn nhất. Được chưa? Thì như sau này, bây tôi mô tả luôn, chúng ta mà thân nó rất là dễ nhé. Tự kiểu như là Kadan này, đấy, đầu đầu vào sẽ là A.
đầu ra sẽ là ba con số nhé. Đầu ra sẽ là ba cái tham số, ba cái đây tôi mô tả luôn nhé. Input này, input là A nhé. Còn output, output là ba tham số, một là max sum là cái tổng mà chúng ta cần tính, hai là left là cái chỉ số bên trái của dãy của cái dãy tối ưu, và right là chỉ số cái, chỉ số bên phải của dãy tối ưu đó. Như vậy nó rất đơn giản, thì làm như sau nhé. Đây. Tôi đặt n bằng len a, tôi vừa biểu diễn chương trình, tôi ra giải thích luôn nhé. Đầu tiên tôi sẽ ban đầu tôi đặt cái max sum. Max sum tôi đặt bằng cái số là số nhỏ nhất mà thằng Python có, số bé nhất. Số bé nhất chính là gì? Chính là trừ inf. Đây, số bé nhất nhé. Ở đây chúng ta mà không có cái số trừ này thì là số lớn nhất. Ở trong Python nó có hai giá trị là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, thì cái max sum tôi đặt là giá trị nhỏ nhất nhé. Giá trị nhỏ nhất. Đấy rồi. Mà tôi đặt left, chỉ số left này tôi đặt nó bằng là right và tôi đặt nó bằng 0. Bắt đầu đặt như vậy đã. Rồi, bây giờ tôi bắt đầu chạy từ trái sang phải. Thế đặt như sau, tôi đặt là y là cái y bằng 0 là cái chỉ số trái. Tôi đặt cái này chính là current left. Chỉ số dãy trái cho đặt đang set nhé. Được chưa? Tiếp theo tôi đặt cái SC là cái dãy là cái tổng hiện thời, thì tôi đặt cái tổng hiện thời là chính là bằng A0 nhé. A0 là phần thử đầu tiên đó, A0. Thì cái này chính là current sum. Tôi luôn chạy là bắt đầu tôi chạy từ 0 mà nhé, phần thử. Đấy. Còn cái chỉ số nó chạy ở bên phải tôi kiểu là G, thì tôi làm như sau, tôi viết luôn là for G. Đấy, viết luôn nhé, for G in range n, chạy từ đầu cuối là xong. Thì cái chúng ta chú ý là cái gì này, chính là current right, chỉ số phải của dãy hiện thời. Như vậy thì viết lại đấy nhé, cái này là current left này. Đấy. Còn cái s là current sum này. Còn cái gì là current phải. Được chưa? Kiểm tra nhé. If mà S mà lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ tìm tiếp. Đấy. Còn bằng 0 thì chúng ta nhỏ 0 chúng ta đặt S thì bằng S cho từng bằng S thì bằng là AG, chúng ta tổng vào thôi. Còn ngược lại. Đấy, rất là khó nhé. Else, nếu mà s mà nhỏ hơn 0 ấy thì cái việc mà tìm tiếp ấy, tính tổng tiếp ấy, thì cái phía trước của nó bằng nhỏ bằng 0 thì nó vô nghĩa. Cho nên tôi sẽ làm lại khi mà trường hợp này là vì là cái s nhỏ hơn bằng 0 thì chúng ta sẽ phải làm lại. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ đặt là gì, chúng ta đặt là s, đặt lại s bằng là ag, chúng ta không tính từ ấy nữa, và chúng ta đặt lại cái y thì bằng g, đặt lại từ đây. Đây là cái rất hay nhé. Vì chúng ta tính cái tổng từ y đến g mà, thì s thì là tổng từ y đến thời điểm hiện thời là g đấy. Thì sang phần tử tiếp theo của g thì cái s đến s mà là dương cho cộng tiếp vào, còn s mà âm ý, thì bằng 0 thì nó phần trước nó là vô nghĩa. Chúng ta đặt lại luôn y bằng g luôn, đặt lại cái y và đặt s bằng a g luôn. Đấy, cái này hay ở chỗ đấy nhé. Và sau đó thì ở đây chúng ta sẽ làm tiếp tục thôi. Với mỗi cái như vậy thì chúng ta sẽ đây này, ngang cái này nhé, chúng ta sẽ kiểm tra if s mà đây cái tổng hiện thời nhé mà lớn hơn max sum thì chúng ta thay thế, thì chúng ta sẽ đặt lại là gì, là max sum bằng s và left bằng y.
Y bằng G, rất đơn giản. Đấy, đơn giản. Và thì đây thì kết thúc cái chương trình, và chúng ta sẽ chỉ việc gì, chúng ta return max sum. Xin lỗi, chúng ta return max sum phải left right. Đấy. Thấy không, đây nó dẫn đó. Bây chúng ta làm lại thì chúng ta tìm lại cái chúng ta tìm cái đáp số này nhé. Chúng ta chạy thử phương án này, chạy thử là phương án này này A này nhé, xem nó có là 26 nhé, có nên nó là 26 không nhé. Chúng ta chạy ở chạy bên này. Test case này. Bây giờ chúng ta tính nhé, chúng ta đặt là max sum này left right bằng max sum cardan. Chúng ta làm một bài, chúng ta làm cardan nhé, cardan có a. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ in thế này, tôi print tổng lớn nhất nhé, tổng con max là cái gì, chính là cái max sum, và bây giờ tôi in ra cái dãy đó nhé. In dễ con như sau này, tôi for e in range từ left đến right cộng 1, và tôi in, tôi print cái ai ra thêm chiều ngang. Đây là đoạn chương trình tôi in ra cái đáp án nhé. Đây. Bây giờ ghi lại này, đây là cardan này. Đấy. Toán cardan nhé, chạy thử nhé. Tổng con max, đây là 10 nhỉ, vô lý nhỉ, tôi kiểm tra lại có gì đó bị lỗi ở đây, tôi kiểm tra nhé. Đấy ra 10, trên kia lại ra là bên kia ra 26, nhưng mà chỗ này là bị sai nhé. Bên này chạy là 26. Đấy. 10 là 10 này, đúng rồi, nó phải lớn như này cơ mà. Được kiểm tra chỗ này ở đâu bị sai chỗ này nhé. Đây. Cardan này. Đây là cái dòng S bằng S thầy này. Bên nào? S bằng S này thầy. Tầng 23. Kiểm tra cho sai chỗ nào nhé. Số 13 á thầy. Chỗ nào? Dòng số 13 á thầy. 13 à? Dạ. Đây là chỗ này là cộng đúng không? Cộng. Đấy. Ừ đấy. Chỗ là cộng nhé. Ừ đấy. Đấy 26 đấy. Đấy. Thấy không? Như vậy là cái bài này cái với cái đan nó có là nó chỗ này là chỉ đúng một vòng lặp thôi. Và cái chỗ này là tất cả chỗ này đều đơn giản, cho nên là nó vẫn là ON, nhưng mà cái ON nó rất là nhanh, nó rất là nhanh, tức là cái như vậy là cái cardan này là thuật toán là gì, nó cũng có thời gian là thuật tuyến tính, mà cái hay của nó là nó rất đơn giản, nó rất là rõ ràng sáng sủa, nó rất đơn giản. Đấy. Thì cái bài thuật toán cardan này là có thể dùng cho áp dụng cho rất nhiều bài toán tương tự nhé. Bây giờ các bạn sẽ thấy trên thực tế có rất nhiều bài toán tương tự cái bài tập toán này, chúng ta sẽ thực hiện và cho làm. Lấy ví dụ nhé, chúng ta lấy một số bài toán tương tự này, rất nhiều luôn, chúng ta gặp thực tế nhé. Một số bài toán tương tự này rất nhiều nhé. Ví dụ như là bài toán trong đây này, đều trên một dãy số cả này,
cho trước dãy số nhé, cho trước dãy a, dãy a cho trước nhé. Thì ví dụ như này, lấy ví dụ nhé, là tìm tìm một cái dãy con liên tục lớn nhất các cái số không liền nhau. Đấy, ví dụ như vậy. Bài này họ toàn làm tương tự nhé. Hay là cái bài khác là tìm tìm một dãy con tìm một dãy con liên tục các số liên tục các số dương như thế. Hay là bài C tìm dãy con liên tục các số âm chẳng hạn. Thì tất cả những bài này đều có cái giải tương tự như cái bài, những cái cadan này. Đấy. Cũng có vấp vào rất nhiều các cái bài toán khác. Thì chúng ta bây giờ chúng ta làm những tập như này nhé. À, như vậy tôi vừa mới trình bày xong cái phần đầu tiên hôm nay, là cái bài toán chúng ta kết thúc cái bài toán là tìm tổng con lớn nhất. Cái bài này là cái bài rất là nổi tiếng đấy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2. Cái bài số 2 cũng là một cái bài rất nổi tiếng luôn. Là bài như sau. Là cái bài số 2 là cái bài gì? Là cái bài như thế này. Là cái bài là tìm cho trước hai cái sâu và tìm cái số con chung có độ dài lớn nhất. Bài toán này, bài toán rất nổi tiếng luôn nhé. Bài toán là tìm sâu hay dãy con chung, là sâu con chung có độ dài lớn nhất. Đây là một toán rất nổi tiếng nhé. Có tên là LCS, các bạn cứ lên bảng trang từ này ra ngay. Đấy. Là cái bài toán đầu tiên là longest common subsequent. Đấy. Bài này áp dụng cho cả sâu lẫn cho cả dãy nhé. Thế nào cũng được nhé. Thì đây là bài toán rất là nổi tiếng và nó rất quan trọng trên thực tế. Ví dụ chúng ta đây là ví dụ cái bài toán là cho tìm cái bài toán trong sinh học ấy, cho trước hai cái bộ gen, tìm cái phần chung lớn nhất giữa hai cái bộ gen đó. Đây là cái bài rất nổi tiếng. Chúng ta kiểm tra xem là giữa con người và giữa cái gen của người và gen của con chuột chẳng hạn, phần chung của nó là bao nhiêu phần trăm. Thì đây cái phần chính là cái bài toán này, được chưa? Thì ở đây cái chỗ số con chung ở đây này, hay là dãy con chung ở đây nhé, tìm số con chung, cái số con chung này là nó không cần liên tục. Đấy, nó có thể nó rời nhau được. Đấy, chúng ta chú ý. Được chưa? Thế thì là như thế này, lấy ví dụ nhé, bây giờ lấy ví dụ tôi cho cái dãy A hay là cái sâu A đi. Sâu A là nó bằng các phần tử là A0 này, A1 này. Tôi biết nó thành như dãy. Cuối cùng là AM trừ 1, là dãy A là có sâu A là có M phần tử. B làm sâu B cũng có là B0 B1 và BN phần tử. BN trừ 1. Được chưa? Thì cái bài toán như sau. Bài toán là chỉ ra một cái sâu con hay là một cái dãy con không liên tục nhá. Cái khái niệm là dãy con, sâu con là như sau nhé. Cái niệm là sâu con hay là cái từ tôi là hay là cái dãy con cũng được. Con đây hiểu là không còn liên tục nhé, là cái bộ k số như sau. K chỉ số là i1 nhỏ hơn i2 nhỏ hơn i3 nhỏ hơn ik. Đấy. Mà tại cái chỉ số y này thì hai cái dãy sâu chúng ta nó bằng nhau. Đấy. Thì nó phải có là gì? Nó phải có là AI1 bằng BI1, AI2 bằng BI2 và cũng là AIK bằng BIK. Chú ý là nó không cần liên tục nhé. Tôi lấy ví dụ này. Ví dụ là A bằng đây bằng là A B C A nhé.
còn là b bằng bằng là b e f a. Thì ta thấy ngay nhé là có số con này, đây là b này, b này ứng với b này, a này ứng với a này, đó. Thì suy ra là cái đáp số của chúng ta là cái số c, số con chung nó chính là ba, có hai phân tử. Thì cần tìm ra cái số con chung có độ dài, có độ dài là lớn nhất, được chưa? Đấy. Thì đây là bài toán rất quan trọng nhé. Thì chúng ta nên bữa nay nên cố gắng là học thuộc lòng cái lời giải này để nhớ, đã áp dụng cho rất nhiều các bộ chiều khác nhau, được chưa? Thế thì về bài toán mà nói, chúng ta có hai cái bài toán con sau đây. Bài toán con 1 là chỉ cần tính cái độ tính cái giá trị k thôi, tính cái giá trị k là cái độ dài số con lớn nhất, độ dài số con maximum. Và b bài tập 2 là tính k và chỉ ra cái số con đó. Chú ý bài đều chúng ta là áp dụng cho cả dãy, cho cả sâu lẫn là dãy, cách làm như hệt như nhau nhé, hoặc là sâu hoặc là list các phân tử hoặc là list các cái ký tự cũng được, không quan trọng. Đấy. Cách làm là như nhau hết, chúng ta cùng dùng chỉ số mà. Đấy. Sâu có chỉ số mà đấy, dãy có chỉ số, cho nên cách làm là như nhau, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm lời giải bài này. Bài này chúng ta sẽ tìm lời giải bằng gì? Bằng quy hoạch động. Yeah. Rồi thì chúng ta làm như sau này. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta ký hiệu này. Ký hiệu bây giờ ký hiệu là A, AI. Chúng ta ký hiệu AI lớn. AI là cái sâu con của cái sâu A đó, xuất phát từ 0 đến vị trí y trừ 1, nó chính là A0 A1 và y trừ 1, chúng ta chú ý y trừ 1 nhé. Đó. Còn BI, B lớn đấy, BG, chúng ta luôn cho ký hiệu Y là chạy trên cái miền của A, còn G chạy trên cái miền của B, là nên là B0, B1, BG chỉ 1, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Chúng ta chú ý ở đây một tí là như vậy là gì? Như vậy là A1 chính là cái dãy con gồm có A0 thôi, A0. Đấy. Còn A0 đấy là gì? A0 hiểu A0 là cái dãy con của A mà có độ dài bằng 0, nó chính là rỗng. Đấy, chúng ta hiểu nhé, nó rỗng. Đấy. Như vậy là AI là cái dãy con đầu tiên của cái mảng A có độ dài là Y. BG là dãy con đầu tiên của B có độ dài là G nhé. Còn như vậy là A0 là rỗng, còn B0 cũng là rỗng. Chú ý ký hiệu thế cho nó dễ nhé. Là cái sâu rỗng hay là cái dãy rỗng. Rồi. Được rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế cái hàm mà để chúng ta tính cái tối ưu. Được như này nhé. Đó, thì chúng ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta đặt cái hàm như sau, ký hiệu là L I G là cái gì? Đây là cái độ dài sâu con chung lớn nhất của A lớn Y và B lớn G. Đấy. Thấy không nào? Đấy. Đấy, thì suy ra ta có ngay là như vậy là L này, M, N chính là cái đáp số của bài toán này. Đây là cái độ dài sâu con lớn nhất của dãy con A đầu cho đến độ dài của dãy con A với độ dài là M phần tử chính là A. Chính đáp số của bài toán này. Đáp số của bài toán. Được chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ tính cái LIG đó, chúng ta tính nó con cho con đó là một cái mảng gồm có thì ở đây IG là chạy từ 0 cho đến y chạy từ 0 cho đến đến M, còn G chạy từ 0 cho đến N. Chúng ta sẽ thiết kế cái L này là một cái mảng cũng có là M cộng 1 phần tử và nhân với N cộng 1 phần tử. Đấy, được chưa? Đó. Đó, chú ý nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế cái công thức địa quy cho cái LIG này nhé.
Nhưng với một cái bài toán này, quy động thì cái phần tính này đặt ra cái đề là rất rất quan trọng mà chúng ta cùng nhau làm nhé. Bây giờ như này, bây giờ như ta cho có này L này, L mà Y mà 0 tức là cái số con chung lớn nhất của cái AI và B0, tức là B0 là rộng, thì cái này hiển nhiên nó là độ dàn, nó là nó bằng 0 với mọi Y. Và ngược lại L ở đây mà 0 mà G thì bằng 0, với đây là cái số con chung lớn nhất, dài lớn nhất của cái của BG và cái A0. A0 là A0 là cái dãy rỗng, thì nó bằng 0 với mọi G. Thì đây là cái điều kiện biên của Y và G. Bây giờ chúng ta sẽ tính, LIG với Y lớn hơn 0 và G lớn hơn 0. Phần này là phần rất là hay, nhưng mà nó rất đơn giản nhưng rất là hay. Bị được tính này tôi làm như sau này. Tôi vừa tính cái này qua các cái qua cái tham qua các giá trị của cái mảng này với y là nhỏ hơn. Đồng mà dùng tức là cái quan hệ, đó là cái công thức chia hồi đấy, được nhá. Thì như sau này. Chúng ta xét hai trường hợp nhé. Trường hợp thứ nhất này, a nhỏ. Xét trường hợp thứ nhất là giả sử là phân tử AI chính là bằng BG. Thì rõ ràng là cái số con lớn nhất mà chứa cái nằm trong a lớn y và b lớn g, nó vì nó a y và b g nó bằng nhau mà, trên cái số con đó nó chứa chứa hai phân tử này là hiển hiển nhiên rồi, và cái phần phần còn lại nó nằm 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 ở phía. Như vậy là cái số con chung ấy, cái số con chung nó phải có dạng, là kết thúc là phân tử a y ở đây. Còn cái phần trước này này, phần trước này là cái số con chung của cái gì, của cái a y chỉ một và b g chỉ một. Đấy. Cộng thêm đây nữa là vậy, suy ra như sau. Vậy suy ra ta có này L của EG trong trường hợp này nhé, mà nó bằng nhau thì nó chính là bằng 1 cộng với L của Y chỉ 1 và G chỉ 1. Thấy không nào? Tại vì cái số con chung là nó chứa cái AI này là BG, còn phía trước của nó là cái số con chung của AI chỉ 1 và BG chỉ 1. Vậy nó bằng cái suy ra là LG nó bằng bằng cái số con này này cộng với cái 1 cộng 1 nữa là cái chính độ dài của cái này, nó bằng là 1 cộng với cái này. Vậy vì AI mà là bằng BG thì là cái này. Bây giờ B là trường hợp mà AI mà khác BG. Được chưa? Đó. Thì cái số con chung đó thì suy ra là cái số con chung ấy nó không thể chứa nó không thể không được chứa đồng thời AI và BG. Đấy. Thì số con chung nó là cái số con chung của hai cái AI và BG, nó là nó sẽ hoặc là chứa AI ở cuối hoặc chứa BG ở cuối, chứ không đồng thời chứa cả hai. Đấy. Được chưa? Nó đã chứa AI thì nó không chứa B, không chứa BG, còn chứa BG thì nó không chứa AI. Vậy suy ra cái gì? Vậy nếu mà nó chứa AI nhá mà không chứa BG thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là số con của L, Y và G trừ 1. Còn nó chứa BG mà không chứa AI, vậy nó là số con của L mà lại là Y trừ 1 G. Vậy suy ra cái thằng này nó sẽ bằng là maximum của hai cái này. Vậy ta có công thức sau đây. Đó, công thức trường này nhé. Đó, công thức xuyên đây là rất rất đơn giản, là L mà EG là bằng là maximum của hoặc giữa L là y trừ 1g và phẩy L y trừ 1. Nếu nó bằng cái này thì cái phần cái số con nhất nó sẽ nằm nó sẽ chứa cái bg, còn nếu bằng cái này thì số con nhất nó chứa cái AI. Đấy. Được chưa? Bây giờ tổng kết lại cho con công thức sau đây này, công như vậy công thức này làm rất quan trọng như sau nhé. Như vậy tổng quát ta có này, LEG này sẽ bằng như sau này, sẽ bằng như sau nhé. Nó sẽ bằng 0 nếu nếu y bằng 0 hoặc g bằng 0. Được chưa? Nó sẽ bằng là 1 cộng với LI trừ 1 và g trừ 1 nếu nếu mà AI bằng BG. Đấy. Và nó bằng là maximum của L i trừ 1 g và L
y di trừ 1. Đấy. Nếu mà AI khác BG. Đấy. Thì đây các bạn thấy, nhưng mà đây là công thức rất quan trọng luôn. Công thức này thể hiện hoàn toàn dễ dàng tính được, rất đơn giản. Nó là một cái hàm đơn giản thôi. Như vậy suy ra là cái lời giải như sau. Bây giờ chúng ta suy ra cái lời giải tổng quát như sau. Lời giải như sau nhé. Cái lời giải các bài toán này bằng quy luật là như sau. Cái lời giải là như sau này. Lời giải là cái bước 1 là chúng ta tính cái mảng, tính cái mảng LIG. Đấy. Cái mảng này có kích thước là n là m cộng 1 nhân với n cộng 1. Đây. M là độ dài của A và n là độ dài của B. Như ở đây m là bằng len A và n là bằng len B. Đấy. Trong bước thứ hai là chúng ta sau khi đã có rồi, sau khi đã có L rồi, chúng ta tính cái số con maximum đó. Cái số con maximum. Còn tiêu kiệu là đó là kiểu là LCS nhé, tên của bài toán. Vậy là LCS chính là cái số con cần phải tìm. Đó. Còn cái đáp số mà độ dài lớn nhất, cái đáp số của nó là về mặt số chính là L đây là M và đây là N. Đấy, đáp số nó là cái này. Được chưa? Đấy, thế thì chúng ta cùng nhau tính cái ấy thì dễ lắm, tính cái L dễ, còn tính cái LCS thì khó một chút. Bây giờ chúng ta sẽ tách ra làm hai chương trình nhé, để cho nó thật là vết một chương trình cũng được. Thì bây tách làm hai cho nó dễ, để cho cảm giác lại nó hay hơn nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau làm này. Như vậy đây là bài toán, là tên bài toán là tìm mà chúng ta lưu cái bài toán nhé. Bài toán rất là nổi tiếng đấy. Bài toán nhé. Tìm dãy con hay tìm sâu con chung lớn nhất. Kia của nó là LCS, rất quan trọng. Các bạn cứ tra cái LCS là ra ngay nhé. Đấy. Rồi. Input của nó là gì? Input là hai cái dãy A và B nhé. Còn output là cái số tự kiệu là K, nên là max K này, và cái LCS và LCS. Được chưa? Được rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm cái bài này nhé. Đây, cái bài này chúng ta ghép là một cũng được, mà đây tôi muốn tách ra thôi, muốn tách ra để cho chúng ta sẽ có cái nhìn nó dễ hơn nhé. Đấy. Thì bây giờ như thế này. Đầu tiên tôi sẽ tính cái bài toán này, tôi làm hai chương trình đi. Đầu vào là đầu tiên là LCS trước nhé. LCS là cái tính để tính cái L trước. Còn cái bài 2 tôi biết là cái hàm 2 tôi kêu là LCS full nhé. Bài này đầu vào gì? Đầu vào của tôi là AB. AB là hai cái dãy ban đầu đây. Được chưa? Rồi tôi kêu như tôi làm bài này là cần tính cái cách một cái hàm này nhé. Cái hàm này là gì? Là tính cái mảng L trước. Được chưa? Thì như sau nhé, tôi đặt M bằng len A còn N bằng len B, và tôi đặt L là cái mảng hai chiều, đúng không? Cái mảng hai chiều thì một chiều của nó là M nhân N, thì đây là N cộng 1 for E in range của M cộng 1. L là cái ma trận, nó có kích thước là M cộng 1 nhân N cộng 1, M hàng và N cột, thì đây là chính là cái mỗi hàng nó là cái này, mỗi hàng nó là N cộng N phần tử từ 0 cho đến N. Đấy. Được chưa? Đấy.
cái điều kiện biên thì là nó bằng không hết, tôi không biết lại nữa, tôi biết tôi làm luôn nhé, tôi tính luôn cái đó nhé, đây làm tính luôn này. Bây giờ như sau này, tôi for i, i là chạy in range, à để thêm chút nhé, của chúng ta là gì, chúng ta là cái hàng của chúng ta là từ 0 cho đến từ 1 đến i m cộng 1 đó nhé. Sau đó là g là for g in range từ 1 đến n cộng 1 đấy. Thì một cái này chúng ta sẽ tính cái leg được chưa? Bây chúng ta làm như sau, bây giờ kiểm tra này, if này, if mà a i trừ 1 đấy tức là i nhé, là bằng b g trừ 1. Như này thì chúng ta đặt luôn là l i g bằng là cái, bằng 1 cộng với l, chúng ta nhớ lại một chút là i trừ 1 nhân với g trừ 1, à i trừ 1. Đấy. Chỗ này là chính là công thức này này. Chính là công thức này. Cái này này, đó. Nếu i bằng bằng bg thì cái bằng 1 cộng l i trừ 1 g trừ 1. Đấy. Để to cho dễ nhìn nhé. Đấy. Còn ngược lại else thì nó chính là bằng gì? Thì cái l i g nó chính là bằng max. Còn cho ta qua cái hàm max của Python rồi, hàm max của hai cái, một là l i trừ 1 g và l i g trừ 1. Đấy. Được chưa? Và từ đây chúng ta sẽ trả về return. Return l. Đấy. Từ giờ chưa hai cái cho nó dễ thôi, cho nó nhìn rõ ràng ra chưa. Từ tính cục là một lần được rồi. Được chưa? Như vậy với bài này là ta làm. Như vậy là cái đáp số của nó, cái đáp số tính độ dài lớn nhất chính là L của M và N tại vị trí M và N. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang cái bài số 2. Mình là chúng ta tính ta ký hiệu của này nó là LCS solution, ký hiệu như thế nhé. Đầu vào của chúng ta chính là L và đầu vào của chúng ta chính là gì? Chính là AB. AB là AB. Đấy. Đầu vào chúng ta nó là cái này này. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì là cái solution. Đấy. Được chưa? Cái L là chúng ta biết rồi, nhưng L này cái chiều rồi chúng ta làm như sau nhé. Ở đây vẫn như thế này, vẫn là M chúng ta, đây là M trên độ dài của A, hay là chính là cái M chính là đường M chính là len A, viết lại cái này thực ra là len A này. Và N chính là bằng len B này. Được rồi, và tôi làm như sau, tôi sẽ đặt cái dãy mà tôi cần tìm là LCS nhé, tôi đặt nó bằng là bằng cái dãy rộng, tôi sẽ chạy ngược từ cuối về về đầu và tôi sẽ bổ sung các phân tử vào cái LCS này, chính là cái so con các phân tử chung của A và B đấy. Đấy, được chưa? Và tôi chạy từ cuối nhé, tôi đặt i này, i phẩy g là đặt chạy từ cuối, đặt là m và n, i g chạy đồng thời từ cuối lên trên nhé, từ đây là m và n. Để chưa? Và tôi đặt cái vòng lọc như sau, y đồng thời là i lớn hơn 0 and g lớn hơn 0, trừ nào có lớn 0 chúng ta sẽ còn làm tiếp tục, khi một trong hai cái bằng 0 thì chúng ta sẽ dừng lại. Được chưa? Chúng ta làm nhé, đi kiểm tra này, lần đầu tiên if này, if mà l nhé, kiểm tra if l i g nhé, mà bằng 1 cộng với l i trừ 1 g trừ 1. Đấy. Nếu mà bằng cái này
thì suy ra gì? Suy ra là chính là cái dãy cái phân tử cái phân tử AI đấy. AI trừ 1 và BZ trừ 1 chính là cái phân tử mà là nó tối ưu, nó nằm trong cái dãy đó nhé. Thì chúng ta sẽ bổ sung LCS Open cái A Y trừ 1 trừ 1 được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ, vì sau này thì ta chuyển sang tìm tiếp lại L Y trừ 1 vì trừ 1 chúng ta đặt Y bằng Y trừ 1 chúng ta giảm bớt đi. Đấy. Và Z bằng Z trừ 1. Bây giờ else nhé. Else thì khi mà nó trường ngược lại thì suy ra chỉ có một trong hai sự xảy ra thôi, nó như sau, nó là bằng mắc cái này nhưng mà cái L nó hoặc là bằng cái này hoặc bằng cái này đấy. Thì nếu bằng cái này này thì chúng ta sẽ giảm y đi, bằng cái này chúng ta giảm g đi đấy, cái làm như sau. Để kiểm tra đây nhé, đây là if này, if L mà y theo đúng cái mã của chúng ta nhé, g mà bằng L mà y trừ 1 g đó thì sao? Thì chúng ta để chúng ta vì vì cái sau cái lệnh này thì là cái thì cái vì sao là phải giảm y đi, vì trong trường hợp này thì cái dãy con max, dãy con chung nó không chứa phần tử y, không chứa phần tử y. Vậy suy ra là gì? Suy ra ta giảm y bằng y trừ 1. Rất là hay luôn nhé. Đấy. Còn ngược lại, ngược lại thì bắt buộc là gì? Là giảm g bằng y trừ 1. Được không? Và đến cuối cùng này thì kết thúc ở đây nhé, kết thúc cái chỗ này đây, chúng ta chỉ việc dừng lại ở đây và chúng ta cái bài của chúng ta là cái bài là tính cái dãy, vì chúng ta là tính ngược cho nên cái sâu được đưa vào đây sẽ là cái dãy ngược, phân tử ngược, chúng ta phải lộn trở lại, chúng ta dùng LCS và dùng cái hàm reverse để đổi ngược lại và sau chúng ta sẽ return, thì tức là LCS đấy. Được chưa? Và cái len kia, cái độ dài của cái LCS đây chính là cái đáp số. Được chưa? Bây giờ tôi làm thử nhé, bây giờ tôi test case này. Đơn giản nhé. A này. A tôi làm của chúng ta thì tôi sẽ không nên tôi làm ví dụ như là A tất nhiên này. C B D như vậy nhé. B này. Phần chung của nó sẽ là A này, A chung này, sau đó là A, F, G, C chung này, sau đó là D chung. Đáp án của nó sẽ phải là A, C, D. Nhé. Rồi ta như sau nhé. Đầu tiên tôi tính L bằng cái LCS của chúng ta. Ở đây là A'B. Sau đó tôi tính tiếp là gì? Tính tiếp là dãy của chúng ta đặt tên là, cũng là tên là LCS. LCS bằng gì? Bằng là cái hàm là LCS solution. Đổ vào là L và đây là A'B. Sau đó tôi chỉ việc tôi print nó ra thôi. Tôi print cái dãy là LCS. Chị thử xem đúng không nhá. Lấy đầu vào là cho một cái dãy, nhưng mà nếu mà đầu vào là một cái sâu tôi sẽ biến đổi ra một tí là được thôi mà nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả sau cái lệnh đó nhé. Đây là cái bài là tìm là LCS tìm sâu con max. Đấy. Một cái bài toán rất hay nhé. Mình tôi chạy thử xem nó ra đúng không? Lỗi gì tôi sẽ kiểm tra lại nhé, lại lỗi cái gì nó
xem nó sai lỗi gì ta đây đây nhé. List sai đâu nhỉ? À đây, đây là thiếu thiếu dấu nhân. Rồi. Chứ là nhân nhé, nên chung là cứ viết nhanh quá là nó quên mất đây này. Kiểm tra thử xem nó có ra. Đây là ACD, đúng rồi đấy, ACD. Đấy. ACD, A này, CD này. Bây giờ thêm đây một cái nữa, thêm đây là cái C nữa nhé, C nữa và đây tôi D C hơi khó nhỉ, ở đây tôi thêm cái C nữa, thì tôi sẽ nó sẽ thêm, nó sẽ giải thêm là A C D C đấy. Đấy. Chúng ta phân tích nhé. Cái thuật toán đầu tiên nhé. Đây này, tính mảng L này là gồm có hai cái vòng lọc for đầu là M và for 2 là N, như vậy tính nó bằng nó sẽ là OM nhân N, đó sau ra chỉ là O1 thôi. Vậy cái bài đầu này là tính cái thời gian là OMN. Còn cái bài sau là EGTM, nó sẽ lùi lại. Mỗi bước lùi như vậy nó giảm y đi một, giảm g đi một đơn vị, suy ra là tổng cái đằng sau này cũng như vậy, cái đằng sau này cũng là cái độ vượt đọc thời gian là om nhân n. Bây giờ có cái bài sau này vẫn là tính sâu con. Thời gian là om n. Đó. Vậy suy ra nếu mà AB là hai dãy bằng nhau n thì suy ra là cái bài này có cái đáp án là thời gian chạy là OL là bậc n bình phương nhé. Và đây là cái bài toán rất là hay, bài toán rất nổi tiếng nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ còn ít thời gian quá, bây giờ tôi sẽ mô tả sang một cái bài tập nữa, bài toán nữa cũng rất nổi tiếng luôn. Và cái bài tập này tôi chỉ nói ý tưởng thôi, chắc là không kịp để chúng ta làm cái không kịp để chúng ta làm cái chương trình, nhưng mà các bạn sẽ về nhà sẽ làm tiếp nhá. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài bia, còn có hơn tôi sẽ cố gắng nói nhá, còn không khoảng 15 phút nữa thôi. Chúng ta sang bài số 3, cái bài toán cũng rất nổi tiếng luôn nhé. Bài toán như sau này. Cái bài toán này có ký hiệu là bài toán ký hiệu là gì? Bài toán là tìm dãy con đơn điệu tăng lớn nhất. Của dãy A. Thế còn đây là dãy con, đây là không cần thiết là phải liên tục. Được chưa? Bài này là bài rất nổi tiếng, một bài rất nổi tiếng cũng tương tự như bài lúc nãy. Bài nãy là LCS, còn cái bài này nó đặt hiệu tên là LIS, rất nổi tiếng. Các bạn lên mạng các bạn tra cái từ này là thấy ngay. Thì bài này là cái bài này, nó là long ist. Y ở đây là increasing và cái s thì là sub sequence. Cái bài toán rất nổi tiếng nhé. Thì bài toán như sau này. Tức chung cái bài LCS và cái bài LIS là hai cái bài rất nổi tiếng trong cái làng tin học. Tất cả những người mà muốn đi sâu vào cái hướng thuật toán đều phải biết là hai cái bài toán này. Mà hai bài đều giải bằng quy hoạch động hết nhé. Bài toán như sau nhé. Đây cùng nhau bài toán là cho dãy A này gồm n số nguyên này, bất kỳ nhé, kiểu thế là a0 này, a1 này và an-1. Đấy. Được chưa? Bây giờ tìm một dãy con
đơn điệu tăng, tìm một dãy các chỉ số là Y1 nhỏ hơn Y2, nhỏ hơn YS, sao cho là AI1 nhỏ hơn AI2, nhỏ hơn YS, mà với S này là maximum. Đó. Đây chính bài toán này LS. Bây giờ chúng ta đặt ra một điều kiện ban đầu là gì? Là dãy A này là dãy A gồm các số khác nhau từ đến một nhé. Gồm các cái số nguyên là khác nhau từ đến một. Tương đối một. Và cái này là lớn hơn thẳng. Đây điệu tăng thực sự luôn nhé. Thế đây là trường hợp mà hay nhất của bài toán thôi. Còn bài toán này có thể mở rộng ra là gì? Mở rộng ra là dãy A có thể là gồm các số có thể là trùng nhau, không cần thiết là phải là khác nhau từ đến một. Và cái điều kiện đây này, tôi ghi hiệu là sao này, thì nó có thể là giống lớn hoặc bằng. Nhưng mà phần này là làm sau nhé, chúng ta đặt lớn hẳn đi. Đó, thì đây là cái bài toán rất là nổi tiếng. Thế bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh cái kỹ thuật để mà thiết kế cái bài toán này. Và chúng ta sẽ chắc là chúng ta không kịp, chúng ta sẽ về nhà để chúng ta sẽ các bạn sẽ về nhà sẽ làm tiếp cái bài này nhé. Được rồi, thì bài này cũng chia vậy, chia là hai cái bài toán con. Bài toán con một là tính S gì, là cái số là cái chiều dài maximum của dãy con lớn nhất, và cái yêu cầu thứ hai là lại tính S gì và chỉ ra cụ thể cái dãy mà chúng ta cần phải tính. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái mô hình, cái cấu trúc mà quy hoạch động rất quan trọng thì như sau nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ ký hiệu là L và ký hiệu này đây là LK. Đấy. LK gì? LK là cái độ dài dãy con đơn điệu tăng cực đại. Và kết thúc, chú ý là nó phải kết thúc tại gì? Kết thúc tại AK. Đấy. Mỗi K người ta tính được cái LK. LK là tìm tất cả các dãy con đơn điệu tăng và dãy con đơn tăng lại kết thúc tại AK. Được chưa? Thì ta có ngay là L0, thì hiển nhiên L0 là không là A0 là một phân tử thôi, nó có một là đây là bằng 1. Vậy còn mà kết thúc tại A0 là một phân tử thôi, là A0 thôi, thì nó chính là L0 bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ tính tổng quát của LK là cái gì. Đấy nhé. Mà sau chúng ta là cần phải tính cái LK này thông qua các cái chỉ số nhỏ hơn của K. Được chưa? Thì cách làm như sau này, bây giờ tôi sẽ viết luôn, kết quả của tôi sẽ chứng minh cho các bạn xem, có thể các bạn bây giờ chứng minh. Là chúng ta có một cái định lý sau đây nhé, một cái mệnh đề, nên mà là một cái mệnh đề chúng ta viết hẳn này. Một cái mệnh đề là như sau này. Rất quan trọng là như sau nhé, là cái LK này có thể tính như sau này, cái LK nó bằng như sau. Nó bằng là maximum của tất cả những cái biểu thức lệ 1 cộng với LG. Đấy. Ở đây tính max theo tất cả các chỉ số G mà nhỏ hơn K và đồng thời là AG nhỏ hơn AK. Đây chỉ là công thức rất quan trọng nhé. Tức là công thức tính ra cái tính chỉ ra được cái gì? Chỉ ra được cái quan hệ giữa LK và cái L nhỏ hơn, chỉ ra được đây là công thức tối ưu địa phương cho cái hàm này. Cái này thì nó chứng minh rất là dễ, không gì là khó cả. Tôi thử chứng minh cho các bạn xem nhé, nó rất là dễ. Giả sử như này nhé, tôi sẽ chứng minh thử cho các bạn xem cái này là cái gì. Nhé. Bây giờ chứng minh hai chiều, mà chứng minh là cái chiều nhỏ hơn này, sau chứng minh chiều này nhé, chứng minh hai chiều. Bây giờ chứng minh chiều này trước này. Đấy. Bạn thấy nó cũng thực ra nó không khó, nó là một bài toán học đấy nhé. Để tôi thêm một chút nữa này, tức là hiện nay tôi cảm giác là nhiều các giáo viên tin học của chúng ta là hay ngại là làm toán, đấy, tự động toán là chúng ta ngại. Thì theo tôi khi mà chúng ta học thuật toán ấy thì chúng ta không nên ngại toán nữa,
chúng ta bắt buộc phải xông vào và chúng ta làm toán và chúng ta giải thích cho học sinh bằng toán học thì nó chặt chẽ. Tất cả các công thức tối ưu địa phương của quy hoạch động đều phải là chứng minh bằng toán học chặt chẽ nhé. Được rồi, thì chúng ta làm như sau nhé. Đây vẫn gắn không nè, không nè. Chúng ta làm thử nhé. Bây giờ như thế này này. Bây giờ chúng ta làm sau là chúng ta xét một cái dãy, xét một cái dãy con đơn điệu tăng cực đại, cực đại mà kết thúc tại AI, tại AK, đúng không? Với dãy con này là dãy con có chiều dài là LK đấy nhé. Tôi giả sử dãy con này là như sau, là AI này, xong nhỏ hơn phân tử cứng cụm của nó là tôi giả sử tôi là AG. Đấy, xong trước đó chứ sau đó là AK. Giả sử phân tử trước AK của nó chính là AI thì dãy con là dãy con có cái chiều dài là LK, là dãy con cực đại đều đang cực tại mà kết thúc tại AK. Thì định nghĩa ta có dãy là dãy này nhá. Thì suy ra như sau này. Vì là AG nhỏ hơn AK, ta thấy suy ra là cái dãy con này, là cái dãy con, mà đơn điệu tăng và kết thúc tại AG, được không nào? Mà AG là nhỏ hơn K, chỉ số G cũng nhỏ hơn K. Như vậy theo giả thiết nhé, theo cách định nghĩa thì cái dãy con này này, cái con này này là nó có cái độ dài là nhỏ hơn hoặc bằng là gì, là nhỏ hơn hoặc bằng là LG. Đấy. Được chưa? Mà cái dãy con này này, dãy con này nó chính là bằng gì? Nó chính bằng là LK trừ 1, đúng không? Đây vậy sao chúng ta sẽ có là LK mà chính là LK trừ 1, E chữ A trừ 1. Vậy nhỏ hơn bằng là LG. Vậy suy ra hoàn toàn về toán học nhé. Vậy suy ra ta có là LK nhỏ hơn bằng là 1 cộng với LG. Đó, như vậy. Đây là với mọi gì như vậy rồi, vậy suy ra là bất cứ là được chứng minh theo chiều này rồi. Còn chiều này chứng minh ngược lại cũng rất là dễ dàng nhé. Nhưng mà ta chứng minh được chiều này nhé, bây giờ ta chứng minh chiều ngược lại này. Vì chứng minh cái chiều này này. Đấy. Ở trên này, ở cái đoạn trên này là tôi vừa mới chứng minh theo cái chiều này. Bây giờ chứng minh theo chiều ngược lại là chiều này. Được chưa? Nhé. Thì làm như sau này. Tôi xét cái chỉ số, chắc chỉ số G bất kỳ mà nhỏ hơn K, mà ta có là AG nhỏ hơn AK. Đấy. Thế bây giờ là tôi xét cái dãy con cực đại, mà kết thúc tại G, kết thúc tại AG. Dãy con này là có cái chiều dài là LG, đúng không nào? Đấy, rất đơn giản thôi. Dãy con này này nó có dạng là AI nhỏ hơn và là AG, và nó có cái chiều dài là LG. Bây giờ tôi bổ sung thêm vào đây là AK, thì có phải là cái dãy con mới này là nó có chiều dài là LG cộng 1 này, là kết thúc bởi AK, vậy nó nhỏ hơn nó bằng gì? Nó nhỏ hơn nó bằng là gì? Là LK. Vậy suy ra LK lớn hơn 1 trong cái này. Vậy thì suy ra là cái LK là lớn hơn hoặc bằng là 1 cộng với LG. Vậy suy ra thấy chưa? Như vậy suy ra là chúng ta vừa chứng minh được cái này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết cái thuật giải nhé. Bởi tôi không làm chương trình, các bạn sẽ viết cái thuật giải. Chúng ta làm tính cái LK này và cho tính từ cái LK này. Bây giờ tôi là nhé, bây giờ giả sử có LK rồi làm như sau.
có LK rồi, tính LK rồi thì cái đáp số bài toán là như nào? Cái đáp số của bài toán, đáp số của bài toán chính là gì? Chính là max của L. Max của L. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ viết viết cái viết ra đây cái lời giải bằng bằng pseudocode nhé. Bước 1 là tính tính cái mảng L. Đấy. Cái mảng L là mảng L có chiều dài là N thôi. Ta có này. Tôi viết cái này là bằng cái hàm là hàm list. Hàm list calculate đầu vào là A. Đầu vào là A và đầu ra là L. Được chưa? Tôi đặt N bằng len của A này. Len của A này. Và cái L tôi đặt cái mảng ban đầu là gồm các phân tử là 1 và nhân với N. Đấy. Nhân với N. Được chưa? Sau đó tôi làm như sau. Tôi viết for k in range n. Đấy. Và tôi tính này, tôi tính đặt cái tham số là max l là cái tham số tôi tính cái tôi tính cái lk đấy, cái max này đặt đấy tôi đặt bằng lk. Đấy. Và sau tôi tìm tiếp nhé, tôi for g in range k. K từ 0 cho đến n trừ 1 và di chuyển 0 đến k trừ 1. Đấy, mà tôi dựng tính tiếp nhé. Tính tiếp đây. If này. If mà a g nhỏ hơn ak. Đồng thời là max L mà nhỏ hơn 1 cộng với LG. Đấy. Thì tôi tính là cái max L bằng 1 cộng LG. Và thế đây, tôi sẽ tính là cái LK chỉ bằng max L. LK chính là max của tất cả các cái 1 cộng LG VG là nhỏ hơn K và AG nhỏ hơn AK. Anh thêm. Và đây chúng ta sẽ return L. Đấy, được chưa? Đây chính là cái phần 1 là đầu vào là A và đầu ra là tính cái mảng L. Cái mảng L chính là cái mảng mà thỏa mãn cái điều kiện này, cái hàm tối ưu này. Hàm này nè, đó, hàm này. Đấy. Rất đơn giản đúng không ạ? Rồi chúng ta sang bước 2. Bước 2 là từ cái L đó chúng ta sẽ tính được cái dãy nhé. Cái bài số 2 là tôi ký hiệu ra là list và đặt là file nhé. Đầu vào là L và đầu vào là cái dãy A nữa. Dãy A. Đấy. Bài này tôi phải tính được cái dãy con được tăng lớn nhất nhé. Lớn nhất nhé. Thì làm như sau này. Thì tôi đơn tôi kiểu là đầu tiên tôi viết là IDX là chính là cái chỉ số của cái phân tử max của L. Thì như vậy là cái dãy con mà là max dãy con mà được tăng có độ dài lớn nhất kết thúc bởi cái kết thúc tại cái IDX này. Đấy. Vì cái em là về ta chúng ta chú ý LK chính là cái độ dài maximum của cái dãy con đơn điệu tăng kết thúc tại AK thì cái max của L chính là cái độ dài lớn nhất, vì là cái chỉ số này IDX là chỉ số ứng với cái max này thì sẽ ra cái IDX chính là cái chỉ số cuối cùng của cái dãy maximum đó, được chưa? Đấy. Sau nhé, và như vậy sau tôi đặt K bằng IDX tôi chạy I từ đầu đến cuối này nhé, và tôi đặt cái file kết quả nó là tôi đặt kiểu là KQ. Thì đầu tiên KQ là phần tử của nó là a IDX trước này, đây là phần tử đầu tiên này, tính từ bên phải này, đó bên phải nhé, và làm như sau này, như sau nhé, bây giờ là YK mà lớn hơn 0 thì chúng ta làm như sau, chúng ta đặt g
g bằng k trừ 1, và chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ y, chúng ta sẽ cho g chạy ngược chạy bên trái đấy, y g lớn hơn hoặc bằng 0 n. N cái gì? N là hoặc là gì? Hoặc là L K khác 1 cộng với L G, hoặc hoặc là A, hoặc là A, hoặc là AK nhỏ hơn bằng AG. Đấy, như vậy thì nếu như này thì chúng ta sẽ cho G lùi về. Ta cho tìm kỹ kim, chúng ta phải tìm cái g đầu tiên mà thỏa mãn đồng thời là vừa là gì, là ag nhỏ hơn ak và lk bằng 1 cộng l cộng lg. Thì với cái điều kiện đó thì cái phân tử g đó chính là phân tử cần tìm đưa vào nhé. Thì chúng ta kiểm tra nốt đây là if này, if mà g mà lớn hơn hoặc bằng 0 thì chúng ta sẽ bổ sung kq, ta sẽ bổ sung vào cái append là a I, D, X. À, K nhé, K. Đó. Xin lỗi, K mà là đây phải là G chứ. Đây là tôi đang chạy G nhé. G nhé, chuyện là G nhé. G. Đó. Và thế đây thì chúng ta sẽ cái KQ này chúng ta sẽ lộn ngược trở lại là reverse. Và chúng ta sẽ return KQ. Đấy, thì đây chính là cái bài toán thứ hai. Được chưa? Được chưa? Về cái bài này các bạn làm tiếp tục nhé. Như vậy nó gồm có hai cái cuối cùng lại là một được. Thì cả hai cái này ta thấy sau nhé, cái phần trên này. Đây là vòng lọc đầu tiên này, N này, vòng lọc thứ hai này là K từ 0 đến N trừ 1, còn G chứ không đến K trừ 1. Vòng lọc này nó vẫn là hai vòng lọc lồng nhau, nó vẫn là N bình phương. Và chỗ này là nó vẫn là gì, nó vẫn chỗ này này, cái chỗ này của nó vẫn là O N bình phương nhé. Đấy. Còn cái bài số 2 này thì cũng như vậy, cũng hệt như vậy luôn. Cái OIK này là chỗ này là N vòng lọc, cái OIG này là K vòng lọc, suy ra tổng cả hai cái này là O N bình phương. Mình suy ra cái bài toán này là gì? Bài toán list này mà chúng ta vừa làm ấy là nó có cái độ phức tạp thời gian là O N bình phương. Dùng quy hành động nhé. Được chưa? Thì bài này các bạn về nhà làm tiếp nhé. Cái bài cũng rất là nổi tiếng. Cái bài này cũng bài như vậy, chúng ta vừa mới hoàn thành được hai cái bài toán rất nổi tiếng dùng quy hành động. Tôi viết ở đây là gần đúng cái lời giải, gần như trọn vẹn rồi đấy. Chúng ta chỉ chưa viết ra cái chương trình thôi. Và như vậy là cái bài toán chất là LCS là tìm sâu con trùng lớn nhất có độ phức tạp là ON bình phương. Dùng quy hành động. Và bài số 2 là LIS tìm dãy con đơn điệu tăng lớn nhất cũng có cái độ phức tạp thời gian là ON bình phương. Đấy. Được chưa? Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Như vậy tới đây là tạm thời là tôi là kết thúc cái phần mà trình bày về cái quy hành động. Thì chúng ta còn một buổi sau nữa là kết thúc chương trình của chúng ta, thì buổi sau tôi sẽ nói sang cái một chút, nói sang về cái mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu nó sẽ liên kết link list nhé. Vì chúng ta trong chương trình chúng ta là có cái phần link list ở trong chương trình lớp 11, thì tôi dành một cái buổi sau là trình bày lại các bạn một số các cái mô hình cài đặt chính thức của cái link list ở trong Python. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Dạ, em chào thầy. Chào các bạn. Chào thầy ạ. Chào thầy ạ.